Một năm đầy nỗ lực và cống hiến đã mang về cho câu lạc bộ Hà Nội nhiều danh hiệu cao quý. Một danh hiệu quả bóng vàng dành cho Hùng Dũng, danh hiệu quả bóng bạc dành cho Quang Hải, danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc cho Văn Hậu và cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất thuộc về Omar. Ở buổi tập sau lễ trao giải, những giải thưởng này đã xuất hiện trên sân tập cùng với các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội, kèm theo đó là những khoảnh khắc vô cùng thú vị, đặc biệt là Di Mario với những kiểu dáng độc lạ và cực kỳ khó đỡ. Từ tay đây là hại bên nhau bạn nha. Bà sợ gì?